Năm cũ sắp qua đi, xuân mới đang tới gần. Mong rằng một năm mới đến với chúng ta nhiều hơn những sự hoan hỷ. Bằng lòng, bình an và hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Muốn làm được điều đó thì tất cả những điều bất như ý, khổ đau, tham lam, tức giận, sân hận, si mê, chúng ta phải buông xuống. Mà phương pháp buông xuống là dễ nhất những điều đó, đó chính là gì? Nhất tâm chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật đều được cả. Dù những điều gì chúng ta chưa bằng lòng hoặc không được bằng lòng trong một năm qua, đến giờ phút này chúng ta cũng đều nên buông xuống. Nếu chúng ta buông xuống được thì từ giây phút đó, và đặc biệt là giây phút giao thừa thiêng liêng chuyển tiếp, chúng ta thấy an vui hơn, thấy hạnh phúc hơn, thấy yêu đời hơn. Và sẽ thấy cuộc sống này tuyệt vời hơn. Cho nên chúng tôi cũng mong rằng tất cả những phiền não tham sân si, những đau khổ, những hận thù và những sự bất như ý, chúng ta đều buông xuống. Chúng ta buông thật lòng, buông từ trong tâm buông ra ngoài, buông từ bên ngoài buông vào trong, trong ngoài nhất như, buông nó xuống. Dành thời gian cho chính niệm, dành thời gian cho sự tu tập, dành thời gian cho việc niệm Phật ngày một nhiều hơn. Thưa các quý vị, vậy là giây phút giao thừa thiêng liêng đã điểm. Một lần nữa kính chúc chư tôn đức tăng ni, các quý vị Phật tử đồng tu cùng toàn thể nhân dân, các kiều bào ở trong nước và ở nước ngoài, cũng như toàn thể nhân loại, một năm mới được bình an, mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Cuối cùng, xin có vài lời khánh chúc và sách tấn chúng ta như sau. Năm mới, tuổi mới, tăng làm phúc. Tháng tháng, năm năm, chăm làm thiện. Ngày ngày an vui,
hỷ tràn đầy. Phút phút, giây giây, trong chánh niệm, A-di-đà-phật sẽ hiện tiền, tiêu trừ nghiệp chướng, được bình an, gia sự yên vui, không sầu não, xa bà liền hóa, cõi Tây Phương. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính chúc một mùa xuân Di Lặc an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật.